Hello anh em, đợt này mình có khá nhiều việc riêng khiến việc làm video trên kênh youtube bị chậm tiến độ Có một số video mà đáng lẽ ra mình phải up từ cách đây 2 tuần trước nhưng phải hoãn đến bây giờ Đến hôm nay thì mình mới có thời gian lên một video về xe mới thì Sau đây thì mình cũng sẽ cố gắng duy trì lịch ra 2 đến 3 video một tuần Các bạn xem rồi góp ý cho mình nhé à, Nói qua một chút, bên salon mình đang Động tác ý, là Phúc Lâm Auto 686 Nguyễn Văn Cử thì ngoài chức năng bán xe cũ thì cũng có nhu cầu rất lớn về mua các các dòng xe cũ. Bên mình thì mua theo giá thị trường thôi chứ cũng không mua rẻ. Anh em có xe mà không dùng nữa muốn bán lại thì liên hệ mình nhé hoặc là anh em hoa tiêu ở các tỉnh thấy có xe bán thì ở mình nhé mình sẽ để số điện thoại ở phía trên màn hình cho các bạn tiện theo dõi. Salon mình mua thì mình sẽ cảm ơn anh em rất nhiều. Ok trở lại chủ đề chính ngày hôm nay thì video này mình nói về chiếc xe vừa mới ra mắt Toyota ở Mỹ đó là Land Cruiser Cho bạn nào thắc mắc thì Land Cruiser và Land Cruiser LC300 ấy, là hai chiếc xe hoàn toàn khác nhau Thực tế mẫu Land Cruiser vừa ra mắt ở Mỹ chính là một chiếc Land Cruiser Prado mà chúng ta đã quá quen thuộc từ nhiều năm nay Ở phiên bản mới này thì nhà sản xuất chỉ bỏ đi chữ Prado thôi còn vì sao bỏ thì mình nghĩ là do xe Land Cruiser LC300 không được phân phối chính hãng ở Mỹ nên Toyota thay thế bằng mẫu Land Cruiser Prado này. Nhưng mà bỏ đi chữ Prado, một kiểu chơi chữ rất là hay. Cũng từ bây giờ trong video này mình sẽ đọc là Land Cruiser Prado để mọi người phân biệt rõ hơn với mẫu Land Cruiser LC300 nhé. Ok, Land Cruiser Prado vốn là một phiên bản rẻ tiền của mẫu Lexus GX nhưng phiên bản mới này tổng thể ngoại hình Prado đời mới mình cảm thấy nó không có chất bình dân dân dã mà có sự trẻ trung, màu sắc rất là hợp thời. Một điểm đặc biệt nữa là nó hình dáng vuông vắn cực manly điều mà mình cực kỳ thích ở Prado mới so với ngoại hình bo tròn mềm mại ở mẫu Prado cũ thì đúng là một trời một vực. Phải nói là gần đây Toyota cho ra lò những mẫu xe gầm cao đa dụng rất là đẹp, mạnh mẽ, nam tính, vừa bắt chen, thiết kế hình hộp trên thế giới mà vẫn thể hiện được cái nét cá tính riêng biệt và cái thừa tính truyền thống. Cái này là cảm nhận cá nhân của mình, đấy thẩm mỹ mỗi người lại khác nhau, anh em thấy thế nào thì để lại comment phía bên dưới nhé. Một cái chi tiết ở ngoại hình nữa là nó có dòng chữ Toyota ở lưới tản nhiệt. Đây là chi tiết được trang bị trên cả ba phiên bản của Prado đời mới. Chi tiết này thường chỉ có ở những mẫu bán tải xe SUV mà Toyota bán ở Mỹ hoặc Trung Đông. Điển hình là Tacoma, Forerunner hoặc là xe SUV Sequoia. Đầu xe là một cái chi tiết khác biệt rõ rệt nhất. Cụm đèn pha ở đời trước có phần ẻo lả và già nua thì sang đời này hãng đã làm đèn pha dạng dẹt với ba bóng led rất là đẹp. Phát triển từ Lexus GX nên tất nhiên là Prado có phần thân và đuôi xe nhìn tương đối giống. Xe được phát triển trên nền tảng TNGAF khung gầm rời. Bộ khung gầm này giúp chiếc xe đi địa hình và tải nặng tốt hơn. Xe cũng sẽ có cấu hình 5 hoặc 7 chỗ tùy theo lựa chọn của khách hàng. Mình cũng rất thích cái phần cản sau, nhìn cục mịch thô ráp cực kỳ chắc chắn, đúng chất đàn ông. Vành xe 18 inch là tiêu chuẩn và có tùy chọn 20 inch. Nhưng mình thấy là với xe súp địa hình thì dùng vành 18 là chuẩn rồi. Thậm chí có thể xuống vành 17. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong này. Trái với ngoại hình thì khoang lái lên Cruiser Prado mang một cái tính đặc trưng rất Toyota. Đó là tính thực dụng cao, không đặt nặng yếu tố thẩm mỹ. Các khu vực bố trí phím bấm sao cho thuận tiện nhất cho người dùng. Đặc biệt là cụm màn hình đôi. Nó cực kỳ là thô giáp, xù xì, khác hẳn ở mẫu GX. Mình nghĩ đây là Chi tiết rất là khó để yêu thương được ở trên chiếc Prado đời mới này, nhưng cá nhân mình lại ấn tượng với cái vô lăng xe nó có, nó có một cái chút gì đó rất là mỹ, các hình khối được tách biệt rất rõ ràng, mạch lạc. Vật liệu nội thất chỉ là nhựa mềm thôi, điều này cũng dễ hiểu vì sao Prado có mức giá phải chăng. À, cửa gió điều hòa cũng bố trí tương tự trên Land Cruiser LC300. Nhìn chung là cũng không có đặc sắc lắm. Khu vực quanh cần số cũng vậy. Kiểu bố trí này cũng đã thành nét riêng biệt ở dòng xe Land Cruiser rồi. Hàng ghế thứ hai và thứ ba thì cũng như GX thôi, cũng không có gì mới lạ quá. Bây giờ chúng ta nói về các phiên bản đi. Thì Land Cruiser Prado có 3 phiên bản. Mẫu xe màu xanh đang hiện trên màn hình là bản tầm trung với đèn pha dạng dẹt. Phiên bản có cái đèn pha dạng tròn giống chiếc Defender ấy là bản 1958. Đây là bản thường, mẫu xe kỷ niệm đời xe ra mắt năm 1958. Mình thấy bản này nó còn thực dụng hơn toàn bộ đầu xe được sơn đen gây ấn tượng khá là mạnh các phiên bản khác chỉ khác nhau bên ngoài thôi còn bên trong tương tự hết đắt tiền nhất phải là bản first edition đây là bản có tính năng multi terrain monitor tức là cho thấy cho tài xế nhìn thấy những hình ảnh ở mặt đường phía trước ngay bên dưới gầm xe và bên cạnh giúp tài xế đánh lái chính xác hơn trong các tình huống đi vào các đoạn đường khó tính năng soi gầm xe này đã xuất hiện khá nhiều trên xe sang rồi, điển hình là Range Rover Evoque. Bây giờ thì đến được Toyota thì họ cũng học hỏi và, và áp dụng sang thôi. Ngoài ra cái bản First Edition này còn có cái đèn pha tròn tương tự như bản 1958 tiêu chuẩn, nhưng lại có cái màu vàng rất là thời trang và mui xe cũng là màu trắng, hai màu tương phản rất rõ rệt. Cấu hình động cơ thì là dạng hybrid động cơ iFox Max dung tích 2.4 lít 4 xi lanh, công suất 326 mã lực, mô men xoắn 630 Nm và được hỗ trợ bởi một mô tơ điện 48 mã lực. Tiếp theo đó là hộp số tự động 8 cấp. Mức giá cho Land Cruiser Prado 2024 khi về Việt Nam thì mình nghĩ là sẽ có giá tầm trên dưới 4 tỷ đồng hoặc ở trên đấy. Nhưng mà dù gì thì nó vẫn nhanh chóng đắt khách thôi. Vì nó là mang một chiếc xe hoàn toàn mới Kiểu dáng bên ngoài mới mà bên trong cũng mới nốt. Và đó là những ý kiến của mình về Land Cruiser Prado. Các bạn có thích cái vẻ ngoài hiểm hố này không thì để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.